Xin kính chào quý vị và các bạn của anh Dũng Vision. Hôm nay là sáng chủ nhật, hôm nay tôi mới đi cà phê về, bây giờ tranh thủ làm cho các bạn. Không biết là các bạn chắc trưa các bạn mới nhận được. Cũng chủ nhật, chúc các bạn hạnh phúc với gia đình các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào mặt trận luôn. Hôm nay cũng có rất nhiều cái vấn đề rất là thú vị đấy các bạn, có thể nói là rất thú vị luôn. Đầu tiên chúng ta đi vào cái chỗ khu vực này, đây là chúng ta ra vào Kerem các bạn nhá, Kerem. Thì đây là cầu Kerem, là bên này là Taman, bên này Kerch, chúng ta nói rồi. Còn cầu nó tên là cầu Kerem. Còn ở đi vào Kerem thì nó có một cái cầu thứ hai, nhưng mà nó không gọi là cầu Kerem, mà đây là cầu gọi là cầu Chonga, Chonga hoặc là Chonga cũng được các bạn nhá. Thì nó là, tóm lại là đi vào Kerem này nó sẽ có hai cái cầu, một là cầu Kerem bắt qua eo biển Kerch và một cầu gọi là Chonga từ Kerem qua Kherson. Chứ nhiều bạn là cứ nhầm lẫn cái cầu Chonga là cũng là cầu Kerem, rồi cái cầu này cầu Kerem thì nói là cầu Kerch là sai. Cầu Kerem là chỗ eo biển Kerch, còn cái cầu mà từ Kerem đi qua Kherson nó gọi là cầu Chonga. Tức là nó chỉ có hai cái cầu nối cái bán đảo này đối với đất liền. Cái Chonga thì nối với đất liền của Kherson, còn cái cầu Kerem thì nối với đất liền của Nga, Krasnodar. Thì bây giờ chúng ta vào cái cầu Chonga, tức là nối từ Kerem đi Kherson. Thì các bạn biết là cả cái khu vực này thì nó là đầm phá, nó toàn là đầm phá hết. Đấy, cho nên là nó tức là phải đi lượn lẹo hết. Chỉ còn riêng cái chỗ mà đi từ dưới Dushankoy này mà đi lên Kherson thì chúng ta biết là có thể là qua cái khu vực này gọi là Kamianska, thì nó không phải qua đầm phá thôi. Thì cái chỗ này là cái chỗ khả năng mà tấn công về bộ binh rất là tốt cho cả hai bên. Chính vì thế cho nên là Nga muốn giữ cái Kerem này, người ta làm cái hệ thống phòng thủ đây mà tôi nói rồi, tức là dài 9 km, có thể nói là một cái hệ thống phòng thủ đắt giá và kiên cố nhất trên thế giới từ khi người ta có cái chữ công sự. Đấy, phòng thủ đấy là các bạn biết đến mức như vậy đấy. Có mỗi cái khu vực này có thể tấn công bằng bộ binh, còn không thì họ phải đánh bằng từ cái bên biển đen vào, hoặc là từ Odessa như thế nào đó là đánh vào. Còn nếu mà đánh từ đất liền thì lại qua cái khu vực này, thì qua công sự đó. Còn tất cả đây đầm phá thì nó có mỗi một cái cầu. Thì hôm qua chúng ta bây giờ nói cái cầu này. Cái cầu này thì lần trước bị đánh một lần rồi các bạn nhé, Kerem thì đánh 2 lần rồi, cầu này thì mới đánh có 1 lần. Thì chúng ta view vào sâu thì chúng ta sẽ thấy là có 2 cái cầu. Từ hôm trước đánh cái hộp cầu chính này. Đấy, còn cái cầu phụ này thì lại không đánh. Thì nhưng mà chỗ này thì chúng ta biết là càng phía dưới này thì nó là nó cũng tương đối cạn rồi, tại vì là nó rút cái sông cái chỗ mà từ Cang Khúc, sông mà Dnipro ấy. Để chúng ta biết rằng đây nó đều tương tác ảnh hưởng hết đấy các bạn nha. Đấy. Thế bây giờ chúng ta vào cái chỗ này nó cũng cạn thôi, nhưng mà cũng phải qua sông. Thế thì hôm qua là tiếp tục bên phía Ukraine đã đánh bằng tên lửa hành trình của Anh đấy, Storm Shadow, 12 quả đánh vào khu vực này thì đã bị Nga bắt bài hoàn toàn, tức là không một cái nào rơi trúng vào mục tiêu các bạn nha, tức là bị rơi xuống quanh đấy hết chứ không rơi vào cầu. Thế như thế là có nghĩa rằng là hôm trước Nga đã bắt được cái quả Storm Shadow và gần như nguyên vẹn thì đã đem về Moscow nghiên cứu. Được 1 tháng trước đây thì chúng ta thấy là như thế là Shadow có khả năng là bị Nga bắt bài rồi. Nếu mà Nga bắt bài được cái này thì mai mốt cái kheo của Pháp qua thì cũng không ăn thua được các bạn nhé. Tại thực tế cái Storm Shadow này nó là cái liên doanh giữa Pháp và Anh. Thế còn cái kheo kia là của Pháp không thì sắp tới sẽ đưa khoảng 50 quả. Đây 200 quả tôi nghĩ cũng sắp hết rồi. Thứ nhất là nó đánh từ hồi đó đến giờ. Thứ hai nữa là coi như là mấy ngày nay chúng ta biết là Nga không kích là các cái khu vực Kamianska, rồi Terenopol, rồi cũng Staromaiorske, là tất cả các khu vực đấy là chữ Shadow các bạn nhá. Và một lần nữa là coi như tại Odessa là chúng ta biết là coi như là cái mấy ngày trước là coi như là sau khi mà trả đũa cái vụ mà đánh cầu Kerem thì là Odessa đánh đắt bét, trong đó cũng có một cái kho của cái tên lửa Storm Shadow. Thì theo kế hoạch là Storm Shadow là nó có 200 quả, thì bây giờ không biết còn bao nhiêu quả thì chúng ta không biết. Mà nếu mà bây giờ có còn đi chăng nữa mà đánh mà cái kiểu như thế này 12 quả vào đây mà đều bị bắt 12 quả thì có nghĩa là cái tên lửa hành trình mà coi như là giống như là thông minh là thành ngu rồi các bạn nha, thành tên lửa ngu rồi. Đấy là cái này có thể nói một cái thắng lợi rất lớn. Thôi tôi đi nhanh thôi các bạn nhé, tại nó hôm nay dài. Chúng ta đi tiếp vào cái chỗ tôi đi dưới đi lên không chứ khỏi tí nữa đi xuống nữa. Thì cái chỗ cầu Antonov này thì hôm qua cũng pháo kích qua cái chỗ mà cầu Antonov chứ không phải là cầu Oleshky đâu các bạn nhá. Có bạn nào mới thì tôi nói giới thiệu luôn, đây là cái cầu, đây là cầu Antonov, đây là phía bắc phía nam thì đều màu xanh hết, tức là của Ukraine quản lý. Còn phía đi sâu vào phía bên phía nam, tức là phía Khai Son phía bên này á, thì nó có một cái cầu đây gọi là cầu Oleshky, đi qua sông Chonga các bạn nhá. Thì là cái khu vực này thì nói chung là 50-50, bên đông và bên nam thì là của Nga đỏ, còn bên bắc và bên trái tây thì là của Ukraine. Nhưng mà hôm qua thì Nga đánh cái cầu này các bạn nhá, thì đánh cái khu vực cầu này thì cũng tiêu diệt được như thế là khoảng bao nhiêu là sao nào, là 20 xe bọc, 20 binh sĩ và 2 xe bọc thép các bạn nhá. Rồi chúng ta đi nhanh, chúng ta view lại này. Đấy, chúng ta nói cái chỗ cầu đây rồi, chúng ta nói chỗ Kherson rồi, cái cầu rồi, bây giờ chúng ta đi lên Zaporizhzhia. Bạn nào mà xem tôi lâu rồi thì các bạn cách tôi đi là các bạn biết hết, nhưng mà có một số bạn tôi thấy cũng mới đăng ký đấy, cho nên các bạn cố gắng theo dõi một vài ngày là các bạn sẽ thuộc lòng thôi, theo cái cách hướng dẫn của cái kênh này. Khu vực thứ nhất tôi gọi là khu vực Lô-Cô-Va, thông thường tôi đánh số 1 đấy, thông thường là số 1, nhưng mà bây giờ đánh thì cũng được mà không đánh được thì coi như đây là cái cho số 1 đi các bạn nhá. Thế thì chúng ta thấy là coi như là đây là những cái con đường từ Kamianska đi về Lobkove, xuống Piatykhatky rồi đi Zaravue rồi Lobkove, và chúng ta biết xuống đây là Vasilivka. Đấy, thì thông thường là Nga Ukraine là người ta hay đi theo các con đường này, người ta vận chuyển xuống các bạn nhá. Đấy, người ta vận chuyển xuống Steprove rồi cũng đi xuống là Lobkove. Nhưng mà ngày hôm qua thì là lực lượng của Nga đã đánh trên cái con đường này. Đấy, đã phát hiện ra trên con đường này và đánh cái chỗ này là coi như có thể nói là coi như là thiệt hại rất nhiều cái quân xanh ở tại đây. Thì chúng ta có thể xem video cái chỗ này, tức là phá hủy cái xe tăng và cũng như là cái một cái căn cứ tại cái trên cái đường này, trên tức là phía bên trên của Kamianska các bạn nhé, phía bên trên tức là phía bắc ấy, chứ tức là con đường từ Kamianska đi Lobkova thì chúng ta xem video chúng ta sẽ thấy. Đấy, thì là trên con đường đó thì là đây là những con đường mà người ta hay đến hay đi các bạn nhé. Thì hiện nay thực tế cái khu vực này Lobkova và Piatykhatky vẫn là nằm trong tay của Ukraine, còn Zarebianki thì nó nằm trong tay của Nga. Và cái gần Kamianska này thì các bạn thấy là cái màu đỏ nó đã tiệm cận với cái đường này rồi, tức là cái chỗ này là có khả năng là Nga cố gắng Nga phải lấy cái Kamianska này. Nếu mà lấy được Kamianska này tức là gần như là chúng ta là Nga đã chặn được con đường này. Còn cái chỗ Steprova này từ trên này là luôn luôn tiếp viện xuống thì Nga là chúng ta biết rồi, thông thường là Nga cứ bao giờ đánh và chặn vào các cái khu vực này hết. Đấy, cho nên đến khi mà các cái lực lượng ở chỗ Lobkova cũng như là Piatykhatky là bị co cụm tại đây thì lúc đấy là dễ tiêu diệt hơn. Đấy, nhưng mà Nga thông thường lại thỉnh thoảng cho vào rồi lúc đấy mới đánh các bạn nha. Đấy, chứ không vào đây thì có ai đâu trong này mà đánh. Rồi chúng ta đi nhanh, tôi đi ra khỏi cái chỗ này. Chúng ta đi ra khỏi cái Lobkova này, chúng ta qua bên phía tay phải thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là có một cái chấm này. Đấy, các bạn thấy chấm này, nếu các bạn mới vào thì không để ý đâu. Đây chính là khu bảo tồn Nestrianka và đây Company. Đây là các cái hướng mà khi mà Ukraine đã tấn công vào chỗ mà chính này, nó gọi là chỗ quảng trường xe tăng Bresley. Khi nếu mà tấn công vào đây không được thì người ta phải đánh chọi sang hai bên. Đấy, các bạn nha. Ví dụ người ta đánh thí dụ như là thông thường người ta đánh từ Odessa này, người ta đánh xuống này, đi xuống đây, đi xuống đây là đánh xuống dưới này. Đấy, tức là đấy là đường Ukraine đi. Đấy, không được thì người ta mới đánh vào cái chỗ Company này, hoặc là không được là người ta mới đánh vào cái chỗ Nestrianska, và thậm chí có thể người ta đánh sang cái đường là Novopakrovka, và thậm chí là đánh xuống cái đường hướng tức là Varobove các bạn nha. Đấy, thông thường là như vậy. Nhưng mà mấy ngày nay thì chúng ta nói rồi, chúng ta phân tích rồi là coi như là mưa không đánh, vài chỗ này gần như là cứ đánh là thua, cho nên họ không có đánh đây nữa các bạn nhé. Chúng ta đi sâu vào cái chỗ này thì là đây là cái vị trí này là thông thường là tôi cho là vị trí số 2 Robotyne. Thế là coi như hôm qua chỉ đánh cái khu vực này thôi các bạn. Nga là tấn công vào cái chỗ này, bởi vì cái chỗ này là người ta đi gom tất cả tử thi này, thương binh này, rồi những người còn rớt lại, chắc là họ bộ đàm như thế nào đó là họ tới họ cứu, thì là Nga cũng đánh luôn. Sau khi mà đang khiêng rồi, tức là mấy ngày rồi, tức là khiêng vác là mang thương binh, bệnh binh, tử sĩ, thi thể các loại về, thì là hôm qua là cũng đánh một nhóm, thì hôm nay cũng đánh tiếp một nhóm. Tức là khu này là coi như gần như là không có đánh nhau nữa nha các bạn nha. Khu này là khu chính của coi như là từ cái khi phản công đến giờ là gần 2 tháng rồi, đến ngày 4 tháng 8 tức là được 2 tháng, thì gần như là có thể nơi tiêu thụ binh sĩ cũng như là tiêu thụ đằng thiết giáp rất nhiều đây, cho nên người ta gọi đây là quảng trường Bresley các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đi rời khỏi vị trí số 2 Robotyne, chúng ta đi lên cái phía trên bên tay phải. Đi bên phải thì ga qua đây chính là Hulipola, thì hôm nay không có vấn đề gì. Chúng ta lên cái mỏm này, mỏm Fremica các bạn nhé. Mỏm Fremica này hôm nay mới là chính của ngày hôm nay đấy các bạn. Đấy, tôi view này được chưa? Này hơi to quá, này là nhỏ quá, bởi cái này nó khó gớm. Rồi tôi cứ thế này đi, rồi cái này là đầy đủ hết các em rồi đây, rồi lên trên này tí, rồi lên trên này tí, rồi đây là coi như chúng ta cho nó là vị trí số 3 các bạn nhé. Cái vị trí này là Staromaiorske này là có thể nói là rất là căng trong cái mấy hôm vừa rồi, như chúng ta biết là có những hôm tôi rất là buồn và tất cả kênh của chúng ta có vẻ cũng buồn theo, là bởi vì là cái thông tin nói về cái chỗ này là bị thất thủ. Nga thất thủ tức là sau khi mà đánh nhau chỗ Staromaiorske này rất nhiều lần, ra vào vào ra, nhưng mà vừa rồi là coi như là Nga là chạy các bạn nhá, không phải chạy mà là rút lui về. Đấy, rút lui về thì khi mà rút lui về thì các bạn biết là Ukraine đánh là coi như cuối cùng là họ lấy được cái Staromaiorske này. Đấy, lấy như thế là coi như cũng hơi bị lâu đấy các bạn nhá, chính thức là coi như hơi bị lâu, tức là tầm khoảng 2 ngày đấy toàn bộ cái Staromaiorske. Và tiếp tục là họ đánh xuống là coi như đánh bom xuống là các cái khu vực này, chỗ mà Starolinovska là một này. Đấy, cái thứ hai người ta tiếp tục đánh bom xuống Kryusuve là 2 này, thứ ba là chỗ Herolovka này. Đấy, và cái thứ tư nữa là người ta đánh xuống cái chỗ Oleshky. Thì như chúng ta biết là tôi thường xuyên tôi nói cái khu này là khu kháng cự, điểm kháng cự thứ nhất, và đây là điểm kháng cự thứ hai, và đây là một cái điểm có thể nói là rất là quan trọng thứ ba. Thì đã thất thủ cái chỗ này, nhưng mà hôm qua thì coi như là các anh đánh hay quá, nếu mà nói theo kiểu Việt Nam các anh hay quá. Hồi đấy là tôi nói là tôi rất là buồn cái chỗ này, mà khả năng là sẽ là bị mất luôn cả cái Urasna, chúng ta biết rồi. Thì Urasna thì ta đánh bên này, tại vì đây nó là con sông, chúng ta biết rồi. Đấy, con sông nó chảy ngoằn này này. Đấy là chúng ta biết là con sông nó chảy, có các cái làng xã là cái xung quanh đây là chúng ta biết rồi. Chúng ta nói hoài về cái vấn đề này, nhưng mà có một số bạn mới vào thì tôi cứ đây tất cả các bạn thấy là coi như là các cái chữ, tức là các cái làng xã thì nó nằm ở ngay con sông và cái con đường này. Đấy, đấy chỉ có chỗ này thế, đấy, thế thôi. Đấy, còn cái chỗ khu vực này là chúng ta thấy là rất là vắng đúng không? Từ cái chỗ mà Novorodnetsk này xuống là Kremenchuk này gần như là không có làng xã. Đấy, từ cái chỗ phía bên này đi xuống phía dưới này chúng ta thấy gần như không có làng xã. Cho nên nếu mà đánh vào trong các cái khu vực giữa này thì là rất là hữu hiệu. Thì chính thế là cho nên người Ukraine người ta đã đánh vào các cái vị trí này. Đấy, là coi như các cái làng xã này. Đấy, mà các cái làng xã mà các cái mũi tên này là tôi là mũi tên xanh là của Ukraine các bạn nhá. Đấy, và đặc biệt là đánh xuống cái chỗ Starolinovka là cái chỗ này. Thì chúng ta biết là như thế người ta đang dọn đường. Sau khi mà lấy được cái Staromaiorske này là người ta tiếp tục người ta sẽ vận động xuống phía dưới này, là lấy một khoảng trời mênh mông đây, là nếu mà người ta đi tiếp về xuống phía đông nam thì sẽ gặp Mariupol, nếu người ta đi về xuống phía tây nam thì người ta sẽ gặp Berdyansk. Còn cái khu vực số 2 Robotyne thì các bạn biết rồi, nó sẽ đánh xuống Tobach và xuống Melitopol. Thế thì ngày hôm qua thì các anh đánh hay quá. Các bạn biết rồi là ngày hôm qua thì là Nga đã đẩy, tức là đã tấn công trở lại, đẩy cái 2 ngày trước thì chúng ta biết rồi, xem mấy cái video mà coi như là quân Nga là coi chạy coi như là không phải là mất dép mà nói chung là không nơi ẩn nấp đấy các bạn. Tức là cái chủ Staromaiorske này đánh gần như là tan nát luôn. Gần như tan nát cái này là chủ yếu là cái lực lượng của bên Ukraine. Thế thì bắt đầu là hôm qua là Nga đã bắt đầu tấn lại và coi như đẩy rõ họ còn có 1/3, tức là phía bắc thôi của Staromaiorske là ngày hôm qua. Xin lỗi, đây là cái màu đỏ chứ. Đấy, là đẩy ra là coi như là 2 phần. Thế cuối cùng là ngày hôm nay là đẩy luôn rồi nhá, đẩy luôn ra khỏi Staromaiorske, hay nói cái khác là giải phóng rồi các bạn nhá. Tức là bây giờ Nga đã hoàn toàn kiểm soát cái khu vực này. Nếu mà chúng ta cho cái màu cho nào, thì là cái màu của Nga đỏ, thì bây giờ tôi bôi cái màu hơi giống tí này. Đấy, nó màu hồng tí này, tức là mới mà, chứ nó thấm chứ nó là cũ rồi. Đấy, các bạn thấy cái màu khác. Thế là coi như rất là mừng các bạn nha. Tiêu diệt đây rất nhiều, bởi vì khoảng trăm mấy thôi, nhưng mà có cái là xe tăng và pháo binh của họ có thể nói là mất ở đây rất là nhiều. Bởi vì là khi chúng ta biết là mấy cái thời gian vừa rồi là trong vòng 1 tháng rưỡi nhá, thì là đây là Ukraine mất là 3.000 quân riêng tại cái làng này. Đấy, các bạn, 3.000 quân tại cái làng này thì chúng ta biết là người ta đổi thịt lấy đất là như thế nào. Nhưng mà đến hôm nay thì coi như là sau khi người ta tàn phá như thế rồi, bắt đầu là với đánh họ chiếm được cái chỗ này, thì Nga này chạy mấy hôm trước đấy, thì chúng ta biết là bởi vì không còn nơi nào ẩn nấp hết. Đấy, còn một số còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hoặc là có thể là các quân Nga có thể là chiến đến cùng và hy sinh thôi, chứ còn không có hàng. Thì trong đấy thì tôi thấy có một cái ảnh là coi như một người Nga là nằm xuống là giơ hai tay lên thôi, còn lại là không thấy cái ảnh nào hết, tức là người ta chiến đấu đến cuối cùng. Bởi vì cái khu vực này chúng ta biết rồi là thông thường là Nga là toàn là những là coi như là các cái lực lượng mà coi như trực thăng K-52 là câu từ xa thôi các bạn nhé, chứ không có đánh bộ binh là mấy. Bộ binh chỉ giữ đất thôi, nhưng mà đến khi mà đánh cho hoang tàn cái khu Staromaiorske này thì là bộ binh không người nấp, thì lúc đấy mới thua. Thì bắt đầu họ tràn vào, bởi vì họ lấy thịt đè người mà, tức là họ tràn vào họ chiếm được. Thì đến hôm qua thì lấy được 2/3 và hôm nay thì đánh hết. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mình cứ tan hoang rồi thì bắt đầu Nga chơi, hôm qua là chơi súng phun lửa các bạn nhá, tức là pháo binh là bắt đầu tập kích vào, chứ không phải là K-52 nữa, là chơi súng phun lửa vào là coi như là nát bấy cái chỗ này luôn, tức là không có nơi ẩn nấp thì làm sao mà anh trốn vào đâu được. Đấy, cho nên cuối cùng là đã lấy được cái Staromaiorske các bạn nhá. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Urasna an toàn, và các khu vực phía dưới này, tức là bắt đầu bên Ukraine bắt đầu người ta điên cuồng, bắt đầu người ta đánh bom tất cả các 4 khu vực này, Staromaiorske này, rồi chúng ta biết rồi, Kyushchove, rồi Herohovka cũng như là Oleshky. Đấy là cái khu vực này như vậy nhá. Thế còn đương nhiên cái chỗ Pryiutne này là cái chỗ mà có một con đường huyết mạch nó đi xuống, là chúng ta biết rồi, nó còn đi xuống là nó nhập vào con đường này. Đấy, cho nên là Ukraine là muốn rất là cắt con đường này đối với cái trục này. Đấy, cho nên chính vì thế cho nên họ cố gắng họ đánh Pryiutne này từ các cái phía ngoài. Chúng ta biết là Levadne là người ta đánh vào khu vực này. Đấy, và thậm chí lâu lâu là từ Renopin là người ta đánh xuống. Đấy, các bạn biết rồi, những bạn nào mà theo dõi tôi lâu là các bạn biết cái chỗ này rồi. Đấy, thì hôm qua là họ cũng đánh xuống nhưng mà cũng không được nha các bạn nhá. Nga cũng biết là cái chỗ này rất quan trọng rồi, Nga đã đẩy lùi các chỗ này. Đấy, tức là hôm qua là đánh thứ nhất là chủ yếu súng phun lửa và xe tăng. Đấy, còn K-52 thì K-52 hai cái đường dài này là tôi vẽ là trước đây thôi, tức là trước đây là hay đánh bằng các cái K-52, nhưng hôm qua chính thức là bằng bộ binh, rồi bằng pháo binh và bằng súng, tức là phun lửa Storm các bạn nha. Rồi còn khu vực này thì là bộ binh Nga thì đang giữ được khu vực này, nhưng mà riêng ngày hôm qua thì cái khu vực này nó cũng có vấn đề các bạn nhá, Novosilovka này. Thì bây giờ chúng ta xem cái video tại khu vực này, tức là Nga đã phát hiện một số lực lượng quân họ, tức là bên Ukraine người ta đang đi tới cái khu vực Mariupolka này. Đấy, xong để họ đi xuống để hỗ trợ cho cái lực lượng mà đang bị quân Nga truy lùng đây. Thì Nga đã phát hiện là một cái toán quân đang đi ở khu vực này, thì là Nga đã tiêu diệt tại khu vực này các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta xem cái video tại cái chỗ này. Đấy, thì hôm qua là tiêu diệt rất nhiều xe tăng ở đây. Thì cái khu vực này, riêng cái khu vực này thôi thì là hôm qua là tiêu diệt được như thế là bao nhiêu nào, sẽ nào là cái khu vực này các bạn này. Tôi xin nói, tôi lưu ý lại cái chỗ này các bạn này. Nãy giờ các bạn không nghe nói là đánh bằng tăng hay bằng cái gì ở khu vực này đúng không? Cái chỗ này là hôm qua là xuất hiện một anh hùng của nước Nga, có thể nói là báo chí của phương Tây người ta khen rất là nhiều. Tức là một cái xe tăng của Nga thôi mà chơi 2 xe tăng và 6 cái xe khác của Ukraine tại đây. Tức là anh ta anh nấp trong rừng, tức là cái là coi như người ta đi phía ngoài, tức là anh, tức là có một khóm cây thôi đại khái nào mà anh tránh được cái hệ thống mà UAV nó không phát hiện được. Anh nấp trong đấy, đến khi mà xe đang họ đi qua bắt đầu là coi như là chưa tới cái 6 cái xe mà bọc thép, cái này xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ thì chưa nói, 2 xe tăng đi qua. Khi mà qua khỏi cái chỗ mà anh ẩn nấp rồi, bắt đầu anh sơi 2 xe tăng trước, sau đó bắt đầu anh quay lại anh chơi các loại bộ binh chiến đấu bộ binh này. Tại vì tăng đấu với tăng thì nó với lủng thôi, chứ còn mấy ông súng bộ binh này thì không lại đâu. Thế là bắt đầu sau cái là bắt đầu quay lại đánh cái đám này. Thì cái 6 cái xe này thì nó không biết tại sao mà lại tự nhiên là bị đánh, bởi vì 2 cái xe tăng đi đầu là coi như là ngọt rồi, thì coi như là có thể nói là một cái sự phục kích và đánh cái là có thể rất là bất ngờ ngay giữa đoàn quân của Ukraine. thì cái đơn vị cái xe tăng này được phong anh hùng rồi các bạn nhé. Thì còn tôi sẽ có cái thông báo lại, thông tin lại về cái chỗ này. Cái chỗ này là một trong những cái chỗ là rất là điểm nhấn đấy các bạn nhé, và chỗ Staromaiorske. Đấy, riêng cái khu vực này, bởi vì đó là trọng tâm của ngày hôm nay, là giải phóng được, nó cởi mở một số cái khúc mắc và sự buồn bã của một số khán thính giả của chúng ta, thì hôm nay chúng ta có thể gỡ bỏ được rồi nhá. Thế còn cái chuyện mà bao giờ nó lại đánh lại hay là bao giờ thế nào thì không biết, tại vì cái chỗ này là hay đổi chủ lắm. Ngày hôm nay là của người này, ngày mai của người khác, nhưng mà cái lần này tôi nghĩ là hơi bị khó đấy các bạn nhá. Tại vì chúng ta biết là cái khu vực Zaporizhzhia, chỗ Robotyne điểm số 2 ấy, thì có thể nói là mưa ngưng thì không nói rồi, mưa người ta ngừng đánh không nói, hoặc là có thể thứ bảy chủ nhật người ta cũng nhân tiện ngừng luôn để người ta thu dọn chiến trường rồi bãi rồi thấy thi thể các loại. Nhưng cũng có thể là người ta sẽ giảm cái khu vực, cái cường độ về cái khu vực đấy các bạn nhé, bởi vì không có lối thoát. Đi gần 2 tháng mà không qua nổi cái gọi là cái tuyến phòng thủ thứ nhất thì thôi đánh làm gì nữa. Mà trong khi đó là có một ngày cao nhất là mất đến 53 xe tăng và xe bọc thép, cho nên chính vì thế có khả năng họ sẽ tập trung khu này. Nhưng mà khu này cho nên là Nga đã biết vậy, cho nên Nga cũng giải phóng cái chỗ này. Nhưng mà hiện nay là chúng ta thấy là cái lực lượng họ đang tiếp tục là đi qua bên này, là chúng ta biết là như thế họ cũng chưa muốn mất đâu. Đấy, nhưng mà tiến trình như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi xong vào đầu tuần, tức là bắt đầu từ ngày mai chúng ta theo dõi lại khu vực này. Nhưng mà hôm nay nó là của Nga. Bây giờ chúng ta rời khỏi khu vực nóng bỏng này, chúng ta đi về phía đông các bạn nha. Đây nha, phía đông. Phía đông này là chúng ta sẽ tới chỗ Vuhledar. Đây là Vuhledar. Vuhledar này chúng ta đấy là thấy đây là Minska, có thể nói là UAV của bên Ukraine, là người ta đánh vào đây rất là nhiều các bạn nhé. Tức là chúng ta nhìn vào đây để chúng ta thấy là cũng Nga cũng thiệt hại cũng tương đối ở đây. Nhưng mà tất nhiên đây là UAV thì nó chỉ phát hiện ra tức là 1-2 xe gì đó, thì nó dùng cái lữ đoàn 72 nó đánh vào khu vực này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy coi như là có hai cái video ở đây, thì trong cái một video là nó phát hiện ra một cái xe tăng, và một cái video thì nó lại phát hiện ra là coi như là cũng là một cái xe tăng khác, thì bắt đầu là chạy, nó đuổi chạy thì coi như là các cái đuổi theo cái xe tăng đấy các bạn, cái xe bọc thép của Nga, một xe cũng nhẹ thôi. Thế là bắt đầu là đến khi mà tới cái vũng nước, tức là giống như là bị không phải bị patine đâu, tức là các cái vũng mà toàn bom đạn mà hố trâu hố bò, nó bắt đầu là né qua né lại không được, nó chạy qua bộ không được, cái là bắt đầu là quân Nga mới tản ra giải tán hết, mà cuối cùng thoát được các bạn nha. Còn xe thì bị đánh, thoát ra được khỏi cái chỗ đấy rồi là bắt đầu là xe là bị đánh. Đấy, có thể nói là rất là ghê gớm. Thế còn phía trên này, cái chỗ này tôi không đánh số bởi vì cái Vuhledar nó cũng nhẹ thôi, nó không có nhiều các bạn. Đấy, thì cái khu vực phía trên này thì Nga là coi như đã không kích và cũng như là đánh bom ở cái chỗ phía trên này, Dania, chỗ Kuragove đấy, là chỗ này, là trên này chúng ta tìm tôi sẽ mất thời gian của các bạn thôi. Đấy, cho nên là tôi chỉ nói là cái điểm xuyết thôi các bạn nhé. Đấy, tức là cái khu vực này, chứ bây giờ view nó không có chữ, tức là view short, view to vào chúng ta mới thấy chữ. Thì hai cái chỗ vị trí này là chính thức là Nga hôm qua là đã không kích và bỏ bom. Đấy, có thể nói là cái này. Cho nên ngay trên cái mỏm này, chỗ này cũng bị này. Đấy, 3 chỗ. Thì ngay cái chỗ này thì có thể nói là tiêu diệt 4 cái chiếc xe tăng này các bạn này. Còn các khu vực này là các gần như là cái hậu cứ của các cái đơn vị mà nó đánh vào cái chỗ mà Marinka bên trên này, hoặc là nó hỗ trợ cho xuống Staromaiorske phía dưới này, thì đánh vào các cái chỗ hậu cứ đấy. Thì là Nga hôm qua đánh như vậy các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi lên. Đi lên đây thì chúng ta biết là ở giữa đây nó cũng không có chữ này, ta view vào này, đấy là thấy Nevskaya này, đấy các bạn thấy không? Đấy, nó không có chữ. Thì các bạn cứ nhớ thế này, đây là Babeda Marinka, chúng ta biết rồi. Còn đây là cái chỗ mà Krasnodar là cái chỗ mà cái mỏ than thì Nga đã ok rồi. Thì chúng ta biết là ngày hôm qua thì Nga cũng tiếp tục là Nga đánh vào cái chỗ mà tức là của cái lữ đoàn 79 bán hàng không đấy, nửa hàng không đấy, là đánh khu vực này. Thì cái này hôm nay thì nó không có cái chuyện này, nhưng mà ở phía trên này chỗ Nevskaya này thì nó có này, đây Nevskaya. Nó view ra tức là tôi để cho các bạn đang tưởng tượng là nó đang ở đâu, tức là giữa Avdiivka và Marinka các bạn nhá. Đó là chính là Nevskaya. Thì Nevskaya thì hôm qua là cũng có cái video là coi như là Nga đánh vào cái chỗ này, là coi như là cũng tiêu diệt được 3 cái xe bọc thép của Ukraine. Đấy. Còn cái chỗ mà Baromaska thì hôm qua không có các bạn nhé. Đấy, các cái khu vực này là sau này là Nga sẽ vận động đánh theo đến các cái hướng này, đến cái trên này. Còn chỗ Avdiivka hôm qua cũng không có vấn đề gì. Krasnodar và Kamianska cũng như Kamianska thì nói chung không có gì hết. Đấy, tức là hôm qua là như vậy. Thế bây giờ chúng ta lên cái chỗ mà cái mỏm chỗ này, đấy, Novosilovka đây. Thì chỗ Novosilovka ở trên là New York này các bạn này. Đây New York này. Đấy, New York. À, đây New York đây, đây các bạn nhá. Tức là nó nếu mà view lại thì nó dưới chỗ New York này này. Đó. Đây thì cái mỏm chỗ này chúng ta tưởng tượng được kia. Phía trên là Bắc Mốt nha, nhưng mà chúng ta chưa tới Bắc Mốt đâu. Thì hôm qua cái khu vực này thì có thể nói là UAV của Ukraine người ta cũng đã tấn công một cái và cái chiến hào, một cái chiến hào của Nga tại khu vực này. Đây người ta đánh lõm vào đây các bạn này. Đấy, là coi như là tại vì là trong cái chiến hào này là có một cái ông Nga là sao mà ông cứ nhảy múa hoặc ông đang làm gì đó cho nên nó mới phát hiện. Chứ nếu mà ông ở nấp ở trong chiến hào hoặc là khi mà nói chung UAV nó nhỏ cũng ít khai để ý, cho nên mình nó cứ bay suốt như vậy thì là coi như cũng không ai biết lúc nào có lúc nào không. Thế là coi như đúng cái lúc ông đang nhảy múa gì đấy, thế là nó phát hiện ra cái nó bòm vào cái chỗ ra thông hào này, cũng một số gọi là quân Nga cũng đã bị tại đây các bạn nha. Đấy, cho nên là không thể ăn chơi nhảy múa được. Chúng ta đi lên phía trên này. Đấy, lên đây là chúng ta đến Bắc Mút rồi này. Đây Bắc Mút đây. Thì Bắc Mút thì nó có phía Bắc, nhưng mà chúng ta là để đẩy phía Bắc lên thì chúng ta đang nói phía Nam, thì chúng ta đẩy Bắc Mút lên trên. Đấy, thì chúng ta nói về phía Nam của Bắc Mút. Thì Nam của Bắc Mút thì chúng ta thấy là coi như là cái vị trí này có thể chúng ta cho nó là vị trí số 4 cũng được các bạn nhá. Đấy, vị trí số 4. Thế thì các cái khu vực này thì mấy ngày nay đây chỗ là Oryanovka là một. Đấy là lực lượng của bên Ukraine người ta hay tấn công. Thứ hai là Kurdymovska các bạn nhá. Đấy, chính xác đó là như vậy đó. Thì các bạn thấy cái súng đây thì họ tấn công vào khu vực này. Nhưng mà chủ yếu nó vẫn là cái chỗ Androvka các bạn nhá. Androvka thì nó cái chỗ này nhưng mà nó lại cũng nhỏ quá, thế là bây giờ tôi phải xóa đi. Tôi phải xóa cái hình này đi này các bạn này. Cái chỗ này này. Đấy, thì Androvka, thế là các bạn thấy chữ Androvka này. Tại nó nhỏ quá cho nên chúng ta không thấy này. Đấy, vào đây thì chúng ta không thấy nữa, nhưng mà là vào nữa sẽ thấy. Rồi. Thế nó là Androvka thì nó dưới phía nam của Klitschivka, mà Klitschivka thì nó lại nằm dưới của Bakhmut. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng thế cho dễ. Thì cái chỗ này là chỗ Androvka này thì hôm qua là coi như là UAV là đánh bom và đánh và đánh bom cũng như là pháo kích vào cái khu vực này. Đấy, có thể nói là bị tiêu diệt, quân Nga bị tiêu diệt đây cũng hơi bị nhiều nha. Họ đánh vào cái con đường là tức là có một con đường sắt ở đây, nó có một con đường sắt các bạn này, nó có một con đường sắt. Đấy, đường sắt đi lên Bakhmut đấy. Đấy thì đây nó có một con đường sắt để đi vào cái chỗ Androvka này, thì nó đánh tại đây khu vực nha các bạn nha. Đây là hiện nay là Nga cũng bị, tức là cái công sự của Nga nó nằm ngay, tức là cái đường sắt thì nó bật nó đắp cao đấy các bạn, đắp cao lên thì là coi như anh đào gần cái chỗ mà cái chỗ mà cái chỗ đắp cao đấy, thì mà cuối cùng nó bay qua bay lại là nó phát hiện ra là tiêu diệt một số lính Nga tại khu vực này. Đấy, chúng ta sẽ có thể xem cả cái khu vực này cũng như là khu vực Korodovska ở dưới này. Đấy thì là đây chúng ta xem video luôn. Đấy, chúng ta sẽ thấy. Rồi chúng ta lên Klitschivka thì chúng ta thấy là bây giờ nó có một cái hình như thế này, có nghĩa là nó đang lõm vào đây rồi, tức là cái khu vực này chưa là khu vực xám này các bạn này, nhưng mà nó vẫn thuộc Nga quản lý đấy chứ không phải là bên kia. Là cái này là đúng ra là nó cũng theo cái màu này cũng được, là cái màu của tôi thì mới đúng này, chứ còn nếu mà màu đỏ là thành là của Nga rồi, mà nếu mà của Nga thì mắc gì mà anh lại cho vào cái hộp này, đúng không các bạn? Hiện nay là cái chỗ này là khu vực phía tây nam của Klitschivka đây, thì chúng ta biết là nó đang tranh chấp, mà nói chung là anh Nga thì đang thắng thế tại khu vực này. Chúng ta thấy cái súng đỏ tức là của Nga, còn phía tây bắc thì là của Ukraine, nhưng mà họ không làm gì được cái khu vực này các bạn nhá. Hiện nay thì Klitschivka không có bóng người, chỉ có các lực lượng thôi, mà trong này chúng ta view ra thì chúng ta sẽ thấy là coi như cũng gần như là nó cũng không có một cái gì gọi là quan trọng hết. Nhưng mà bên phía Ukraine người ta cứ nghĩ đây là một cái thành trì, là một cái căn cứ địa, là một công sự vững chắc, cho nên họ cứ nướng thịt vào đây, và thậm chí họ ném bom chùm vào đây rất nhiều. Thì trước đây thì thời gian đầu Nga cũng có thể nói là có một số cái bị thiệt hại về cái bom chùm, đạn chùm ở đây, nhưng mà đến bây giờ thì Nga gần như là không có, mà bây giờ cứ là pháo binh từ xa câu vào, hoặc là các cái loại sẽ tăng, là câu ra ngoài này thôi. Hiện nay thì Klitschka vẫn giữ vững các bạn nhé, hoàn toàn giữ vững, bắt bút có thể nói là yên tâm. Từ chỗ này chúng ta đi xuống phía dưới này thì chỗ Andropka này thì Nga cũng tấn công vào cái chỗ khu vực này các bạn nhé, nhưng mà bằng chủ yếu bằng UAV thôi, tức là đánh xe tăng của họ là tại khu vực này, là trên con đường mà họ tiến vào lúc nãy đấy, chúng ta nói là thì họ tiến vào Andropka này, xong họ đánh cái đường sắt đây này, đấy, là chúng ta là lúc nãy chúng ta nói rồi. Rồi bây giờ chúng ta thoát khỏi cái khu vực phía nam của Bakhmut các bạn nhé, phía nam của Bakhmut cũng như phía nam của Klitschka, nói chung khu vực này không có gì. Bây giờ chúng ta lên Bakhmut này thì ngoài này Chasiv ra, thì hôm qua thế nào Zelensky đến đây, thì hôm trước là tôi nói là Zelensky đã thoát chết là bởi vì là ông hiện nay có khả năng là lại tiếp tục đầu tư vào Bakhmut các bạn nhé, tại cái hướng Zaporizhzhia dưới này là coi như thua rồi, gần như là không tiến công chậm, mà được cái anh thủ tướng Đức, anh một cái anh chuẩn tướng của Đức, anh nói, anh phát hiện ra, anh phát minh ra là hôm qua tôi nói rồi, tức là coi như là do mình, tôi tưởng nó phát minh ra cái gì nhưng mà anh nói do mình. Thì hôm vừa rồi thì anh Zelensky cũng như Zaluzhny cùng một số các sĩ quan là đang tập trung tại khu vực tỉnh Dnipro, có thể nói là bây giờ là tiền tuyến, hay nói cái khác là chỗ này là nơi gần nhất ra tiền tuyến. Đấy, thì là họp ở đây thì chúng ta biết là coi như đánh Kinzhan vào đây, mà coi như là chúng ta thấy cái phòng họp của nó rất là nhỏ. Đấy, tức là thông thường vào những phòng lớn hoặc là những phòng VIP, nhưng mà chắc là có khi mà tình báo của Nga báo là coi như là sẽ họp ở phòng đó, thì có lẽ là họ đã thay đổi. Đấy, họ vào một cái phòng rất nhỏ, chúng ta thấy là coi như là giống như là một cái phòng vớ vẩn thôi, cho nên là cuối cùng đánh không trúng nó các bạn nha. Đấy, thì tại sao ở đây thì tại vì ở đây là chúng ta biết là người ta chỉ huy, đây có thể là tiền tuyến rồi, còn không phải là tiền tuyến mà hậu cứu của cái tiền tuyến, hậu cứu chứ không phải hậu phương, hậu phương là Kiev rồi. Thì từ đây là các bạn biết là người ta có thể chỉ huy xuống cái chỗ Robotyne, đánh xuống Zaporizhzhia, đây là Tovac và đánh xuống Melitopol. Đấy, các bạn thấy rồi. Còn cái mỏm đây lúc nãy tôi nói, nếu mà đánh xuống đông nam là xuống Mariupol, mà đánh chạch qua đây xuống đây là xuống là Bryansk dưới này. Đấy. Và ở đây người ta cũng chỉ huy dễ dàng, đánh chỗ Donetsk, Avdiivka các bạn nhé, chỉ huy thôi chứ không phải là đánh nha. Và từ đây người ta cũng có thể là người ta chỉ huy đến cái chỗ khu vực Bakhmut, nó cũng rất là gần. Đấy, và có thể luôn trở cái khu vực Liman. Đấy, đấy các bạn nhé, Liman, Crimea, Svatove cũng như là Kuryansk. Thì chính vì thế cho nên là hôm qua là anh, sau khi mà anh thoát được cái hôm 26 tháng 7 thì không biết sao mà anh là ngày bây giờ anh còn lảng vảng đây, thì hôm qua là anh đến khu vực này, tức là cái chỗ mà Chasiv ra các bạn nha, đây khu vực này này. Đấy, bây giờ chúng ta vào khu vực này, nó trên chỗ Konstantinovka mà phía ngoài của Bakhmut nha. Rồi chúng ta vào đây, chúng ta vào đây. Đấy, đây y Chasiv ra luôn, chỉ đúng chỗ luôn này đó, Chasiv ra thì đây là Bakhmut. Còn chúng ta mới nói Klitschka này, thì hôm qua là Zelensky tới khu vực này, thì chúng ta biết là mỗi lần mà ông tới đâu là chỗ đấy là thất sủng, trong vòng một thời gian tương lai gần là sẽ thất sủng. Thì anh đến đây thì có nghĩa là cái khu vực này là chắc là sắp thất sủng. Các bạn cứ tin lời tôi đi, 1 đến 2 tuần sau tôi bảo đảm đây đánh lớn luôn, là khu vực Bakhmut và Chasiv. Chứ bây giờ mình chờ chúng nó phản công, nó không phản công nữa thì có mà cứ ngồi im hết cả không được, là cho nên là không phản công là Nga buộc phải đánh. Còn cái khu vực Zaporizhzhia có khả năng là Nga sẽ không tấn công phía dưới đấy, là bởi vì là mình gài họ không qua được thì mình cũng đánh cũng không được, cho nên là khả năng là tấn công, tôi nghĩ là sẽ đánh công ở phía bắc này, chỗ khu vực Bakhmut, Sivet, để mà đánh xuống vào cái chỗ mà Kramatorsk cũng như là Slovian, để mà giải phóng toàn bộ cái khu vực Donetsk còn lại. Đấy, thì hôm qua anh đang ở đây. Thì cái khu vực này ngày hôm qua có gì không? Thì cũng nói chung cũng không có gì, mà chỉ có trên này có thôi này các bạn này. Đấy, tôi nhỏ lại thì đấy, thì các bạn đấy là đây Bakhmut, chúng ta mới nói chỗ này. Đấy, khu vực trên này có một tí Việt, tức là chúng ta biết đây là Solera. Bao giờ tôi vẽ để cho mà các bạn mới thôi, chứ còn các bạn cũ thì nhìn, nhất là các bạn trẻ thì nhìn nó nhanh hơn, nhưng mà những người lớn là thấy toàn chữ này thì cũng khó. Thì đấy, thì chúng ta để định vị thì từ Soledad mà có một cái đường ngầm đi tới Bakhmut là 18 km, các bạn biết rồi, cái hệ thống mối mỏ ở dưới này. Thì hôm qua họ đánh nhau ở trên này các bạn này. Từ chỗ này là Krasnodar là Ukraine đánh xuống. Rồi phía bên trên này Fedorovka họ cũng đánh xuống. Đấy, đánh xuống đâu? Đánh xuống chỗ này là Krasnopolovka. Là các bạn biết là đánh vào đây ấy là mấy hôm rồi, tôi muốn nói là họ là rất muốn đánh con đường này. Tức là những cái chỗ mà súng đen này là các bạn cứ để ý đấy. Còn chỗ này là cái chỗ mà chúng ta biết rồi, nó là chỗ Dubove và Silivka. Đấy, chỗ này là cũng rất hay đánh nhưng mà hôm qua không đánh các bạn nha. Hôm qua cái chỗ này không đánh nhưng mà tôi để cho các bạn tưởng tượng lại. Và Brestova, cái chỗ này cũng rất hay đánh. Rồi cái chỗ này Zakovivka cũng rất là hay đánh. Thì cái khu vực này ngày hôm qua không đánh này, tôi đánh chéo này là không đánh này. Đấy, cái chỗ này là hôm trước là có một cái anh mà anh chơi 4 xe tăng và 4 xe bọc thép là các bạn nhớ là Dubove, Vasilivka. Còn hôm qua đánh họ đánh sang hai hướng chỗ này thì cuối cùng là bị là coi như là cái lực lượng của Nga đã phát hiện ra và cuối cùng là tấn công vào cái khu vực này của Ukraine, tức là họ đang muốn tập trung xuống cái chỗ mà Krasnopolovka thế này thì Nga đã phát hiện ra và có thể nói là không kích từ phía trên này đến thông kích xuống chỗ này luôn các bạn nha. Thì là cái chỗ này sao nào 120 binh sĩ Ukraine tự trận, 5 xe bọc thép và một hệ thống pháo. Đấy, hai hướng là coi như chúng ta xem hai cái video từ chỗ này. Chúng ta đi lên phía trên này, đây là khu vực Sevet, đây là khu vực rừng tội phạm. Rừng tội phạm hôm qua thì có thể nói là 170 binh sĩ Ukraine tử trận các bạn nhá. Hiện nay là ngay cái góc rừng rậm này thì chỗ rừng rậm này là tôi cũng hay vẽ nó này các bạn này. Đấy, cái rừng rậm này, cái chỗ các bạn thấy thẫm đây là rừng rậm đây này. Đấy, nó gọi đây là rừng rậm tội phạm. Thì ngày hôm qua là Ukraine người ta tấn công cái chỗ này, khu vực này. Là tấn công vào. Còn khu vực này nói chung là cỡ theo tôi là nếu mà cái gọi là kiểm soát của Nga thì cũng phải là 2/3 này các bạn nhé. Cỡ đó là 2/3 cái khu vực này. Tất nhiên là vẽ nó không đẹp như thế này đâu, nó không phải là tức là đánh nhau thì có thể nó lồi lõm một tí nhưng mà đấy là tôi vẽ là cho nên chúng ta có khái niệm tức là về mặt lãnh thổ, chứ có thể nó mói méo méo như thế này cũng có này. Đấy. Thì Nga hiện nay là đang gần như làm chủ gần hết cái khu vực rừng rậm, đặc biệt là Nga hay đánh từ chỗ Dibrova này các bạn biết rồi, mấy ngày này tôi hay vẽ này. Còn hôm qua thì họ tấn công vào khu vực này thì có thể nói là Nga đã phát hiện và coi như tiêu diệt luôn chứ, coi như là tức là họ phát hiện ra Nga đang luân chuyển quân ở đây. Đấy, nói nó gọi là chính xác nó là như vậy luôn, tức là Nga đang có sự luân chuyển quân cái chỗ này, tức là ông này đến đây, ông kia là có thể là đi về, ông kia đi ra, hoặc là tức là có sự luân chuyển quân thì là Ukraine phát hiện được và nó đánh nhưng mà có cái là UAV chứ không phải là pháo kích, không phải là bom. Đấy, cho nên là anh đánh ra một quả lựu đạn xuống cái xe tăng đấy là cùng, nhưng mà đây là người ta đang luân chuyển thì cuối cùng là không ai chết, không ai bị thương chỗ này, không việc gì chỗ này. Đấy, các bạn xem video chỗ này các bạn nhé. Rồi chúng ta đi lên phía trên này, đấy chúng ta thấy là cái khu vực này là đánh rất giòn giã. Đấy, chỗ mà Kamianska đây các bạn này, Karabansinovka này các bạn này, đây tôi đều này, đây là Karabansinovka cũng được mà Karabansinovka cũng được các bạn nha. Thì cái khu vực này là đánh rất là tốt. Đấy, thì có thể nói là hôm qua lại bắt được một cái xe tức là bọc thép của Thụy Điển có thể nói là hiện đại nhất thế giới đấy các bạn ạ, CV90 mà hôm vừa rồi chúng ta thấy là Thụy Điển viện trợ đấy. Đấy là coi như cái khu vực này là cũng là ok. Và cuối cùng là khu vực là trên này là Kurian hiện nay thì cũng giao tranh cũng sơ sơ thôi, thì cũng tiêu diệt được là 20 binh sĩ và 3 xe bọc thép. Thì có thể là cũng các bạn thích là nó ngắn thì tôi nói nhanh như vậy thôi, chứ còn nếu mà không phân tích vào thì nó cũng hay lắm đấy. Nhưng mà thấy tình hình của đầu tuần là cuối tuần là chúng ta thấy là đánh cũng rất là xuất sắc. Khu vực Zaporizhzhia gần như là nó giảm hơn, tức là Robotyne là coi như là nó gần như là không đánh, chỉ thì hốt xác về thôi. Còn chỗ Staromaiorske ta đã chiếm lại được. Và hôm qua là bắt được 12 cái tên lửa Storm Shadow tại cái cầu mà từ Kerem qua Khai Son, tức là cầu Chonga. Khu vực Matmut cũng không có vấn đề gì, khu vực Liman cũng không có vấn đề gì, Kurian cũng không vấn đề gì. Thì tất cả mọi chuyện cuối tuần thì có thể nói là rất là tốt đối với người Nga. Thì chúng ta cũng xin chúc mừng, đặc biệt là cái anh hùng chỗ Storomaiorske này là 1 xe tăng mà đấu được lại là 8 xe khác, trong đó có 2 xe tăng và 6 xe bọc thép. Xin chúc mừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào cái thời sự quốc tế bằng quả địa cầu vào buổi trưa. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.